truyền thống của dân tộc Dao rất đa dạng. Người Dao tỉnh Thái Nguyên với những truyền thống văn hóa đặc sắc và phong phú đã góp phần làm đa dạng nền văn hóa cổ truyền. Một trong những nét văn hóa đó được thể hiện rõ nhất qua những bộ trang phục truyền thống của nhóm Dao Lô Gang. Đến với ngày hội văn hóa dân tộc Dao toàn quốc lần thứ 2, tỉnh Thái Nguyên đại diện cho 70% nhóm Dao Lô Gang của tỉnh Thái Nguyên gửi tới ngày hội màn trình diễn trang phục truyền thống của nhóm Dao Lô Gang. Kính thưa quý vị, trên sân khấu lúc này, quý vị đang được chiêm ngưỡng bộ trang phục của thầy cúng. Bộ trang phục gồm có áo dài, được lên trang trí từ cổ áo xuống tới gối ó. Phía sau lưng và cổ tay, áo tiếp theo là áo dài hoa đỏ. Áo cuối cùng là áo đỏ hình rồng. Thầy mặc quần đen, trên đầu đội mũ cà sa, tay thì cầm tù và. Thầy cúng mặc bộ trang phục này trong dịp lễ cúng, cấp sắc, lễ cưới, lễ cúng trong ba chay, tảo mộ. Và tiếp theo là bộ trang phục dành cho người làm lễ cấp sắc. Trong bộ trang phục truyền thống của nam giới, thường mặc trong dịp lễ cấp sắc của nhóm Dao Lô Gang, có khăn quấn đầu dài hơn 1 mét, được thêm nhiều hoa văn sặc sỡ, viền chỉ đỏ, vàng, góp phần làm nổi bật bộ trang phục. Áo dài truyền thống, cổ áo được theo nhiều họa tiết hoa văn cầu kỳ, thắt lưng bằng vàng, trắng, kẻ sọc, đặc biệt là chiếc váy được thêm nhiều hoa văn cầu kỳ sặc sỡ. Đầu đội khăn xếp, tay cầm cây gậy. Và tiếp theo là bộ trang phục cô dâu chú rể. Đáng chú ý trong bộ trang phục của cô dâu là chiếc nón đội đầu. Nón của cô dâu được thêm nhiều hoa văn sặc sỡ và trang trí bằng sợi chỉ nhiều màu nổi bật, kết hợp với hạt tiền đủ màu sắc. Khăn che mặt có đính hạt cường, áo dài thắt lưng ba màu xanh, đỏ và trắng. Ngoài ra, cô dâu còn đeo vòng cổ, vòng tay và có thêm nhiều món đồ trang sức bằng bạc trên áo. Trong trang phục của chú rể, điểm nổi bật là chiếc mũ, khăn che mặt được đính hạt cường làm điểm nhấn. Với áo dài hoa đỏ, tay cầm thắt lưng. Và đây là bộ trang phục được mặc trong lúc làm lễ tơ hồng. Việc mặc trang phục truyền thống trong đám cưới theo phong tục của dân tộc sẽ được tổ tiên phù hộ cho hạnh phúc và may mắn. Và tiếp theo trên sân khấu là bộ trang phục thường ngày của đồng bào dân tộc Dao. Nhóm Dao Lô Gang, trang phục nữ gồm có mũ, 11 chiếc khăn vuông được viền bằng chỉ sợi nhiều màu. Khăn đội đầu được trang trí những hạt cường đủ màu sắc. Yếm được thêu cầu kỳ với nhiều họa tiết hoa văn. Trên yếm đính 5 sao to và nhiều sao nhỏ bằng bạc. Áo dài được thêu trang trí ở cổ áo, thắt lưng màu trắng, đỏ được thêu trang trí hoa văn rất đẹp. Kèm thêm khăn đính hạt cường buộc ngang lưng, gấu quần được thêu tím các họa tiết hoa văn với chỉ nhiều màu đẹp mắt. Trang phục thường ngày của nam giới đơn giản hơn, gồm có áo ngắn xẻ tà màu đen, có điểm họa tiết bằng sợi chỉ nhiều màu, quần vải nhuộm tràng, đầu đội mũ đồ. Và đây là bộ trang phục được mặc hàng ngày của nhóm Dao Lô Gang. Bề dày truyền thống văn hóa ở đó, nét đẹp của trang phục truyền thống chiếm một vị trí đặc biệt, góp phần điểm xuyết thêm cho bức tranh 54 dân tộc anh em thêm rực rỡ, trọn vẹn của tổng thể hài hòa,
bản sắc văn hóa Việt.